trường tổng duyệt live show 2 của Giọng Hát Việt mùa 3. Và mình rất háo hức xem bản thân cũng như là các bạn team Mỹ Tâm và các bạn team Đàm Vĩnh Hưng tập luyện như thế nào trước khi lên sóng trực tiếp nha. Đi theo mình nhé. Em là người đàn bà hạnh phúc nhất đêm nay.